Đi kèm với những cái kính như thế này thì Kỳ Lân sẽ có những cái mẫu đựng kính như là bao đựng kính hoặc là hộp đựng kính. Đây là cái mẫu bao đựng kính. Tất nhiên một sản phẩm giá trị thì sẽ đi kèm với một cái bao hoặc là một cái hộp giá trị. Thì đây là cái bao đựng kính từ da cá. Đây là da cá được nhập tại công ty chuyên thuộc da và cung cấp da cho tất cả các hãng da thời trang nổi tiếng trên toàn thế giới. Bên ngoài da cá, bên trong là da switch, da B tuyển chọn của tất cả các hãng lớn chọn sử dụng. Và đi kèm clip ngày hôm nay Kỳ Lân review thì có kèm một cái kính giống nhau, hai cái nhưng mà kích thước khác nhau. Đây là mẫu kính mà Kỳ Lân đã thực hiện theo đúng cái mẫu mà khách hàng gửi. Khác biệt là mẫu kính này to hơn và nhìn nó thanh mảnh một chút, bởi vì to nên mình làm thanh mảnh để cho nó hài hòa lại cái kính nè. Và cụ thể hơn nữa là phải làm cho những cái gọng cước này nhỏ lại và cái gọng cũng phải nhỏ lại để cho nó nhẹ trọng lượng lại, để đeo phù hợp và thoải mái. Đây như mình nhìn đây, ở đây gọng kính, gọng cước của cái kính xung quanh cái tròng kính to hơn, nên là khi mình đeo vào bắt sáng lấp lánh từ cảnh vàng hồng logo này. Bởi vì tại sao to, bởi vì gọng kính này nhỏ nên mình phải làm những này to lên để nó phù hợp trọng lượng nè, và đặc biệt là nó sẽ làm cho cái kính này nổi hơn nè. Còn đây là mẫu to hơn nên mình phải làm giảm trọng lượng lại để đeo cho nó thoải mái nè. Gọng cước này hoặc là gọng kính này nó to hơn thì nó lại không phù hợp, nên mình làm sản phẩm cao cấp nó phải là tinh tế, hài hòa và hợp lý nữa. Và đối với sản phẩm cao cấp thì mình phải tuyển chọn và mình làm những cái gì nó hoàn hảo nhất, tinh tế nhất, từ chỗ móng ốc, từ chỗ góc cạnh, từ bất kỳ chi tiết nào bên trong luôn cũng phải hoàn hảo. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.